săn đi, đi săn người đi. Đừng hứa với em đi. Nằm đây bố thế nhá. Face ID người sưu tầm Bailey chuyên nghiệp. Uầy. Nó cầu em là 550. 550 thì không sao thôi. Kiểu 550 là chắc chắn vào luôn đấy. Mark the location. Em nết nhá, em nết nhá. Nết. Cái bình sữa không đâu. Cứ đẩy bừa hết lên. Dư kích 4 này. Dư em mà xe quá. 1, 2, 2, 3. Rồi đây. Rồi đây, bộ liền nè. Pony. Chia gì cũng được. Đi chết ạ. Nó băng đường kìa, nó băng đường kìa. Watch out. Bên lý cũ này mẹ nhìn to như con đá xia. Ba bé này nhìn màu bê đê vậy. Căn bản là nhìn cái form xe nó to á. Cái này nhìn form xe này giống con Dacia rồi. Form xe này to như form xe Dacia. Ô con đặc biệt 2 chỗ. Ủa. À quên em chỉnh ba bé. Đúng, không đẹp bằng ba bé mà. Bé nhìn ra cái hiệu ứng đẹp. Cái đang đi nó cứ té ra cái vàng vàng này. Xịn vãi. À đúng rồi. Chân thân xe này cũng là vâng. Mua con sa mạc đây này. You are now the proud owner of a Bentley. Mua sa mạc hả? Có xe.
chịu đồng hợp. Này thì trời. Ờ, phải chạy xuyên qua đây không? You are now the đây này. Ôi người. Nó nằm kìa con ơi. You are now the proud owner of a Bentley. Con sợ hỏi này nó dình. Mất một. Con này hình như có đủ 4 đấy. Cẩn thận. Em đi rồi. Thằng kia nó móc. Đợt này to quá nhỉ. Đây này. Bị bắn con luôn đấy. Này. Con bé này nhìn đẹp hơn con đặc biệt. Tuấn đi xe đấy ạ, xe đấy sắp nổ rồi. Watch out! Bên kia một chưa kia. Chưa, bên đây một kia. Chưa. Chắc không phải còn một hai thằng nữa. Nhà máy kem anh. Nhà máy kem, cái nhà đôi món đấy. Mark the location. Nhà máy kem bên kia, nhà hai tầng. Hai thằng ở đấy nãy một kiện thì đi trên mái anh nghe hello
Kìa. Rồi. Nghèo à? Thật thật. Chúng đấy bên ngay mà ok kìa phải rồi chết đang bảo thằng mình thấy Tony sau pha đấy bị thằng đấy đi bọt còn thằng ở trên đây nữa You are now the proud owner of a Bentley. Tại cút. Mua đồ mới. Mày cái hộp à này, cái hộp này nó không liên quan với cái màu xe luôn. Mẹ rồi. Lỗ mất 50 mét rồi. 45 thằng các bạn. Mark the location. Watch out. Đái đái. 16 thằng nữa cơ. Chắc là cuối mùa nữa. Anh Tuấn nhặt thẻ hồi sinh rồi cùng chết. Anh Tuấn nấp trong nhà. You are now the proud owner of a Bentley. Ra đầu cầu thôi. Đầu cầu em đổi rồi. Có cái nhà xe thế. Đổi rồi. Qua đây xem có thằng nào tá túc không này. You are now the proud owner of a Bentley. Không có. Có trường học à? Có gì chả có. Lúc mà về thì đẹp quá. Đẹp hơn đặc biệt. Săn đi, đi sang người đi. 1, 2, 3.
ra sau full anh em ơi. Marked a location. Nhường này. Ê, watch out. Người anh em ơi. Nhà đấy kìa. Khang ping kìa. Ủa, xe hay là người? Xe. Kìa. Bên nào đây, chơi bên nào đây. Cứ ấy đi, anh canh sau đó. Bọn em cứ bắn ở trên. Bọn kia hình như nó bỏ đi sao? Sau ly à? Đây. Xa lắm. Rồi thấy. Trốn. Ôi tha hồ nhảy nhá. Ủa sao hết nhảy rồi? Ôi kìa, bắn á. Hết rồi. Thành nhẫn. We're the best. 10, 9, 8, 7, 6. Nè, thiếu một tí ạ. Nó lộn xộn. You are now the proud owner of a Bentley. Bát sa mạc không có. Chết chưa ta? Ơi, không giết nó đi xuống rồi. Nó ấn nút thoát là nó lại sống rồi. Ok. Nó phải clear đây. Cảm giác nó trốn hết rồi hay sao? Nhảy đi qua. Help. Ui, heo luôn kìa. Nãy em với anh đi qua không thấy mà sao? Bọn nó vừa xuống lên dưới, hai bên xe. Đây, nó đang ở mạng dưới cơ. Mình lên là mình đơm được bọn này. Lên thì mình cũng lên. Thế từ từ để anh xuống. Anh không bay nữa. Rồi thấy. Thêm thằng nữa kìa. Bay xuống làm cái gì?
Bây giờ quên không nhặt cái thảm mà. Số gì? 8989. Rồi sao? Đúng rồi. Ông bị giống tôi vậy. Xe bước đi lên. Có xe. Hay lắm. Em quên rồi. Em nó bắn im. Ui xa lắm. Đồng bắn nhìn tiếp bên kia kìa người. Có xe. Mẹ ở đây không có người à? Ôi ui ui ui. Cái gì đấy? Ôi cái ui, gì đấy? Ui. Còn một xe nữa. Để xuống xe phát quay xe quay người lại bắn luôn. Không ăn được quyết mình không cho thằng khác ăn. Mình đi xe đẹp, mình không thể để cho nó cũng đi xe đẹp giống mình được. Đồng đội mình à? Okay. Một xe đẩy luôn kìa. Ui, một xe đẩy luôn kìa. ngồi trên con xe này sao cảm giác muốn bể bóng. Ông thuyền hồi nãy ở trên thuyền chả thằng nào nữa đâu. Anh thì lại chưa? Thuyền em săn thính anh săn thuyền. Hợp lý. Help. Thôi bỏ mẹ anh em mình rồi. Ngu rồi. Bên kia hai mẹ, thằng. Một thằng trước một thằng sau à. Cay thật. Giờ bung dù biết lên được mà. Còn nó mấy giây là nó tự xuống à? Còn mấy giây? À ừ đúng rồi. Còn tự nó rồi. 2 giây nó tự xuống rồi. Kìa. Cây vậy à họ ra. Tự nhiên mất mạng. Mất mạng oan vậy. Ờ. Mất kiểu chán đời vậy rồi. Mấy thằng đang ngồi ngắm con xe mà. Ba mươi hai thằng nữa. Ba thằng này thằng. Ừ. Còn nhiều thoải mái. Hết xăng đây này, em có nhặt xăng không? Không. À, tí nữa anh em mình lại phải đi con xe cùi bắp rồi. Sao hai người kia đi đâu cũng có người thế? Chính quy nữa. Ôi ôi chết. Không xong, không xong. À may quá. Mày hên. Có thằng đi thảm ở trên đâu kìa? À không. Có. Ừ. Một thằng. Rồi, clear. Mẹ, trời ơi. Nó đi rồi. Ôi, không bắn theo chân, được chân. Có tính chân bò đâu đấy? Ờ, có xe bên đây đấy. Không có xăng rồi em ơi. Nhưng xem. Không có xăng rồi. À, đây một, có một bình này. À, có một bình rồi đúng không? Thế đi thôi. Con xe này nó cũng tiết kiệm xăng rồi. Con xe to quá không chui được vào cái lỗ đấy chứ. Nó ở trên đầu em ấy. Đấy. Rồi một thằng. Help. Cứu em ơi, được cứu. Rồi, hai. You are now the prep. Hai. Thank you.
Ui ôi. Ui. Rồi xong. Ui xe nữa này. Mười điểm. Tôi còn một thằng đi thả bay ở trên đấy đấy. Nó đỗ ở trên đấy. Thank you. Xong. Thôi lấy thả bay ra mà tìm thôi. Rồi thấy. Ném. Mẹ ném nít đó. Ném nít nhảy nó. Tao đã không bắn mày thôi.